cho biết thêm câu hỏi nữa là tại sao anh chỉ tổ chức live show tại Việt Nam mà không tổ chức tại Mỹ ạ? Thực ra thì ban đầu thì Mạnh Quỳnh cũng dự định là tổ chức một cái live show quay hình tại hải ngoại, tức là tại Mỹ, nơi mà mình đã sinh sống đến bây giờ. Nhưng mà Mạnh Quỳnh nghĩ trong đó, thật ra chương trình đã mang cái ý nghĩa 20 năm của Mạnh Quỳnh, thì Mạnh Quỳnh đã quyết định để cho nó tròn vẹn ý nghĩa hơn nữa là Mạnh Quỳnh đem cái live show về thực hiện tại quê nhà. Thứ nhất là dù sao mình trong lòng mình sống ở đâu, nhưng mà lúc nào cũng nhớ về quê hương, chỉ bằng với nhất là Mạnh Quỳnh, mặc dù qua Mỹ, Mạnh Quỳnh trong Mỹ được 25 năm rồi, nhưng mà trong lòng Mạnh Quỳnh thì lúc nào cũng nhớ về quê hương nơi mình sinh ra và lớn lên, chắc là những kỷ niệm của một thời thơ hốt của mình. Thực ra khi mà quyết định làm cái live show tại quê nhà thì Mạnh Quỳnh được rất tình nhiều quý vị khán giả tại hải ngoại. Chúng mình cùng trả lời sao nha. Bây giờ tiếp tục đi, Mạnh Quỳnh sẽ trả lời câu hỏi này sao. Kỳ Duyên có thể tiếp lời với Mạnh Quỳnh, là một người rất thân với Mạnh Quỳnh. Kỳ Duyên nghĩ là không ngạc nhiên khi Mạnh Quỳnh làm một cái live show đầu tiên ở Việt Nam. Những người mà ca sĩ hát cái dòng nhạc quê hương như Mạnh Quỳnh đó, ở hải ngoại thì chỉ toàn là những người rất là lớn tuổi, chú Chiến Linh, chú Duy Khánh thời đó. Lần đầu tiên nghe tiếng hát của Mạnh Quỳnh, Kỳ Duyên rất ngạc nhiên vì nhìn cái CD là một khuôn mặt quá trẻ. Thường thường những người trẻ qua như vậy họ sẽ hát nhạc trẻ hay là họ hát nhạc ngoại quốc. Và Mạnh Quỳnh bây giờ quý vị nhìn mặt còn trẻ như vậy thì quý vị tưởng tượng 20 năm trước mặt trông còn nhí tới chừng nào nữa. Trông rất là non, nhưng mà cất lên thì bao giờ cũng là những cái dòng nhạc quê hương và rất là tình. Cái thời đó ở hải ngoại phải nói Mạnh Quỳnh là một cái hiện tượng đầu tiên về những người trẻ mà hát cái nhạc quê hương như vậy. Thành ra thì tôi nghĩ là cái hình ảnh của quê hương bao giờ cũng ấp ủ trong con tim của Mạnh Quỳnh, và cái đó là cái lẽ đương nhiên. Và thì tôi không ngạc nhiên khi thấy anh về muốn làm cái live show đầu tiên ở đây. Cảm ơn Kỳ Duyên cứu giới, đỡ lại chút xíu rồi. Thì thực ra thì cái live show này Mạnh Quỳnh muốn làm, thứ nhất là quay hình tại nhà hát Hòa Bình, thì với cái dạng âm thanh cũng như là ekip ánh sáng cũng rất là đẹp, cho nên Mạnh Quỳnh vì muốn lưu giữ lại cái hình ảnh trong cái live show, cái DVD của Mạnh Quỳnh sẽ lưu giữ trong những năm kế tiếp, cho nên Mạnh Quỳnh mới quyết định về một ý nghĩa nữa là về tại quê hương của mình, quay hình tại quê nhà. Đó là một cái ấp ủ của Mạnh Quỳnh trong suốt 20 năm qua. Không những dĩ nhiên như vậy, nhưng mà sau cái live show của Mạnh Quỳnh quay hình tại Hòa Bình để làm DVD, thì sau đó Mạnh Quỳnh sẽ trở lại Mỹ và sẽ cố gắng thu xếp và dàn đi khắp mọi nơi trên toàn nước Mỹ cũng như các châu Âu, châu Úc, để nơi mà quý vị Việt Nam sinh sống, để làm những cái live show. Biết rằng nó sẽ không hoành tráng như cái live show Hòa Bình, nhưng mà Mạnh Quỳnh sẽ đem hết những cái khả năng của Mạnh Quỳnh để mời anh chị nghệ sĩ có mặt trong chương trình, trong live show của Mạnh Quỳnh, để đi hát phục vụ khắp mọi nơi cho quý vị. Những cái live show Mạnh Quỳnh 20 năm ca hát, Mạnh Quỳnh sẽ đi diễn từng tiểu bang của Hoa Kỳ và kể cả châu Âu và Úc Châu. Thì mong rằng trong đó thì chắc Hương Thủy, Kỳ Duyên, Hà Linh Xuân cũng Ngọc Liên cũng sẽ đồng hành với Mạnh Quỳnh. Bước sau trước thì sẽ có những cái live show lưu diễn, nói chung mình kêu bằng cái tour live show của Mạnh Quỳnh đi khắp mọi nơi, nhưng mà chắc chắn live show đó sẽ không có thâu hình và chỉ phục vụ khán giả trong cái đêm ca nhạc đó.